Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến này tiếp tục gửi đến anh em một video giới thiệu anh em đến 6 sản phẩm từ những con âm ni Nutman và những con Tappe đầu giải mã để anh em tiện lựa chọn. Thì đầu tiên Tuyến gửi đến anh em một con Tappe của Pioneer. Dòng này có model là T500WR các bác nhé, T500WR. Con này thì đường là thiết kế là hai cửa băng và có đường chỉnh tín hiệu vào và có phân loa. Rất là tiện cho các bác có thể làm như một con rè. Và đặc biệt là các bác chơi nhạc mạng qua con này rất là hay và thu phát rất hoàn hảo luôn các bác nhé. Con này thu phát cực kỳ hoàn hảo luôn. Đấy. Con này từ dây rợ là còn zin nguyên bản luôn. Các bác nhìn nhé, cơ cái chạy cực kỳ ngon lành luôn. Hàng Pioneer thì mình biết ba rồi. Đấy. Revert hai cái cửa luôn. Dòng này revert luôn. Đấy, nháy tia rất đẹp luôn. Các bác chơi nhạc hay là trưng bày hay là chơi nhạc qua nó đều rất tuyệt vời và rất hay. Ngay cả một bộ máy của nó rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn bộ máy của nó cực kỳ đẹp luôn, đẹp như mới luôn. Toàn bộ cơ cái cực kỳ là êm ái luôn. Đó, này. Các bác nhìn nhé, toàn bộ là cực kỳ là tuyệt vời và chất lượng. Toàn linh kiện cao cấp đây. Đấy, một con Tappe. Ở đây thì nó có một đường một tín hiệu ra. Đây là tín hiệu ra và đây là tín hiệu vào. Đấy, dòng Pioneer 500, T500. Đó, chạy cực kỳ mượt mà. Đấy, tua cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và với con Tappe Pioneer T500 này, em Tiến hôm nay để cho các bác với giá là 1 triệu 600 nghìn đồng nhé. 1 triệu 600 nghìn đồng cho con Tappe này. Đó. Với giá chỉ có 1 triệu 600 nghìn đồng. Các bác sở hữu một con Tappe cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Tappe của Yamaha. Con này thì nếu mà nói về độ gấu khủng thì ít con nào sánh bằng. Bởi vì con này nó ưu điểm là nó thiết kế là thu phát cả hai kênh luôn các bác nhé. Nó làm lại hai đường coi như là hai bộ riêng biệt. Con này nó thiết kế theo cái kiểu tôn hoa nên là nhìn nó hơi, khi quay video nó hơi trông nó hơi nem, nhưng mà thực tế nó không bẩn một chút nào đâu. Đó, nó dạng kiểu tôn hoa. Ở đây nó thiết kế quá gấu luôn, em chưa thấy con Tappe nào mà thiết kế gấu như con Yamaha này. Nó chạy hai bộ phát độc lập luôn nhé, hai đường tín hiệu vào và hai đường tín hiệu ra, cho hai bộ cơ riêng biệt luôn các bác nhé. Coi như là một con thành hai con. Đó, cực kỳ khỏe luôn. Con này cực kỳ khỏe mà toàn bộ hầu như là không phải động chạm bất kể một gì luôn. Con này nó chạy truyền tải trực tiếp luôn này. Đấy, truyền tải trực tiếp mà ngay cả nó toàn sử dụng bằng nhông các bác nhé. Con này toàn sử dụng bằng nhông không. Đây em thấy là toàn bộ nhông, hầu như không phải động chạm bất kể một gì. Và không cần phải thay dây cun loa, cun điếc gì. Con này thì cực kỳ là gấu luôn. Đây, chạy cực kỳ là ngon ngả luôn. Đây, hai kênh nhá các bác nhá, revert này. Đấy. Đấy, revert cho hai kênh này. Đấy. Chạy cực kỳ tuyệt vời luôn. Ở đây thì nó có hai bộ chỉnh tín hiệu vào. Đấy, ở đây hai bộ chỉnh tín hiệu vào này cho hai kênh này. Cho hai bộ riêng biệt luôn nghe nhá các bác nhá. Các bác cứ điền nút các bác có thể phát liền một nút là dùng cho hai âm ni luôn. Hai âm đi khác nhau. Đấy, thế nó mới độc đáo. Con này nó nhưng là em chưa thấy con nào mà độc đáo như con này. Và rất là chất lượng luôn, hàng Yamaha, thiết kế rất là gấu và những con IC giải mã tiếng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Ở đây trên phần trên là vỉ mạch là điều khiển phần servo. Còn bên dưới là phần lọc tiếng các bác nhá, điều chỉnh về những con IC tiếng nâng tiếng rất là hay luôn. Đó. Đây, các bác hai kênh hai bộ phát đồng đập, các bác nhìn ở đây là nó có hai bộ đèn nháy tia cho hai âm ly luôn. Các bác có thể liền lúc các bác chơi liền lúc hai âm ly mà không có Tappe nào có thể làm được như con này. Đó, rất là chất luôn. Ở này này, đấy, kênh bên này nhé, kênh bên này thì nó sẽ nháy bên này và kênh bên này thì nó sẽ nháy bên đây và nó chạy đồng đập ra thẳng luôn ở bên kia chứ nó không hòa chung với nhau. Coi như một bộ mà thành hai bộ mà rất là gấu luôn, rất độc lạ, rất độc đáo. Và con này rất là hiếm, dòng quả Tappe của Yamaha rất là hiếm.
Và với con Tape Yamaha T900 hôm nay em Tuyến vẫn để cho anh em với giá là 1.600.000 đồng các bác nhé, 1.600.000 đồng cho con Tape độc đáo này đó. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con đầu giải mã quả Pioneer. Dòng này có model là MJD5 các bác nhé, MJD5 đó. Con này thì có cả kèm theo đĩa MD. Con mà đặc biệt con này là giải mã không phải mồi miếc gì các bác nhé. Con này một bộ giải mã 24 bit không phải mồi. Đó, cho chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời này. Các bác nhìn toàn bộ là linh kiện cao cấp. Ở đây ngay từ cái dây của nó đã thấy là khổng lồ rồi. Một cái dây cực kỳ khổng lồ và cực kỳ chất lượng. Và đặc biệt là MD đọc cực kỳ nhanh luôn. Các bác có thể thu nhạc hay phát nhạc rất là tiện đấy. MD thì em đảm bảo mắt MD thì không phải nghi. Đấy, bấm lại chạy luôn. Đấy, các bác cứ nhìn thấy nhá. Đó, đĩa MD chạy đọc hoàn hảo luôn, không kén bất kể đĩa MD nào. Dòng MJD5. Và đặc biệt con này thì các bác làm bộ giải mã của nó này. Giải mã của nó để input này, cắp quang này, các bác nhá. Các bác chơi nhạc mạng thì vào đây, tín hiệu mạng vào đây. Con này thì nó không những là hai cổng giải mã vào còn luôn các bác nhá. Đấy, con này rất đặc biệt là hai cổng giải mã vào để cho các bác chơi đầu CD hay là chơi TV xuống rất là tiện. Còn ở đây là tín hiệu vào thì các bác tín hiệu vào quả điện thoại thì các bác cắm ở đây. Và ở đây là xuống âm đi. Đó, một bộ giải mã hoàn hảo của con Pioneer. Rất là đẹp, hình dáng từ đẹp từ kiểu dáng cho đến máy móc rất là chất luôn, đẹp như mới luôn. Và với con MD D5, một bộ giải mã hoàn hảo rất là chất lượng. Các bác cũng không phải tốn kém quá nhiều tiền. Thì hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng cho bộ giải mã MD D5 các bác nhé. Thu phát hoàn hảo mà đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Các bác không phải nghĩ về bộ giải mã này. Cực kỳ chất lượng luôn. Và đặc biệt là giải mã không phải mồi. Em nói rõ luôn là giải mã không phải mồi nhé. Đó. Atanoc thì các bác sử dụng qua cái này. Đấy. Nếu mà các bác chơi điện thoại thì ở đây nó có volume điều chỉnh như một cái rè, còn ở đây các cổng giải mã vào thì nó ở bấm ở đây. Đấy, digital input đấy. Rất là tiện đấy, DAC dòng quả DAC luôn nhé các bác nhá, giải mã DAC nó ghi rõ luôn nhá. Đấy, DAC này, đấy. Bộ này là giải mã chuyên nghiệp các bác nhé, nên là các bác cũng nhấn vào. Với giá hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá chỉ có 3.500.000 đồng. Tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ni Nutman. Dòng này là có model là N530X nhé. Đấy, hôm nay em Tuyến về được con này, phải nói là nó đẹp như mới tinh luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhìn đẹp hầu như không có một tì vết luôn. Em không thấy mấy khi mà về được con nó đẹp kính cong như này. Đó, con này thì là sử dụng một biến áp nguồn xuyến hai tụ nọc nguồn như hai non bia. Từ cái mạ đồng của nó đây mà nó còn đẹp kính cong luôn. Các bác nhìn một bộ máy của nó đẹp xuất sắc luôn, coi như đẹp không tì vết luôn. Đấy. Con này thì dòng Nutman N530X nhé các bác nhé. Dòng 530X con này cho công suất lên đến 380W. Những dòng Nutman, nói đến Nutman thì khỏi phải bàn rồi, bởi vì nó chuyên về sản xuất những đồ âm thanh cao cấp. Đó. Con này có cả cổng rê và cổng input để cho có thể các bác làm giải mã cho những con âm ly khác. Đấy, khích lại tiếng cho con âm ly khác hoặc là làm pau cũng rất là tiện. Đó. Con này được đánh 8 sò Toshiba xanh đen các bác nhá, 8 sò Toshiba xanh đen loại to loại đại nhá. Đó, công suất của nó khủng nên là nó sử dụng loại sò Toshiba xanh đen to khủng luôn. Từ đèn thúc xanh đen em đảm bảo con này chưa có một mối chấm hàn nào vào mà nó đẹp như mới tinh luôn. Đấy, con này nó có thể nói đẹp như mới tinh, chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Đấy. Dòng N530X đánh hai cầu loa A và B và đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhé. Con này đánh từ 4 cho đến 16 ohm, thoải mái cho các bác ghép bất kể những dòng loa hạng nặng, dòng loa khó tính nào, gặp những con này đều tắt đèn luôn. Đó, mà nó đẹp, phải nói là nó đẹp, đẹp không tì vết luôn. Từ vỏ viết của nó, vỏ gỗ của nó rất là đẹp luôn nhé. Con này là em nói luôn là vỏ gỗ của nó rất là đẹp, vỏ gỗ zin nguyên bản theo máy luôn nhé. Đó, vỏ của nó cũng đẹp xuất sắc luôn. N530X thì con này đánh hai cầu loa AB, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó,
rất là chất luôn, các chỉnh giải tần của nó cực kỳ chất lượng luôn. Và với con N530X này, hôm nay em Tuyến để cho các bác giá 12 triệu đồng nhé. Hôm nay em Tuyến xả để cho các bác với giá 12 triệu đồng để cho các bác chơi Tết nhé. Đó, mới mức giá 12 triệu đồng các bác sở hữu một con Omni công suất lớn, đủ cho các bác đánh loa bass 30, 40, các bác không phải nghi. Đó, mà chất âm của Nutman thì luôn luôn là nổi tiếng rồi. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con Nutman, cũng là Nutman dòng này thì là có model 58A dòng Nutman đời chữ ký các bác nhá. Nutman đời chữ ký đó, con này thì thiết kế là 4 sò sắt MOSFET các bác nhá, 4 sò sắt MOSFET của Hitachi. Dòng này thì nổi tiếng về MOSFET đó. Và chất âm của con này thì các bác đánh thì cũng miễn bàn rồi, nó quá hay rồi. Con này sở hữu hai quả tụ trông như hai non sữa ông thỏ luôn các bác nhá. Hai quả tụ như hai non sữa ông thỏ luôn. Các bác nhìn từ cái dây nguồn của nó đã đã mắt rồi. Đấy, vỏ viếc của nó vỏ gỗ này, cực kỳ đẹp đẹp mỹ mãn luôn. Con này cũng đẹp, cũng chưa không kém cạnh, chỉ thiếu mỗi thùng xốp luôn. Các bác có thể mà các bác nhìn nhá. Từ núm niếc mà không có từ rôm rỉ bất kể một chỗ nào luôn, nó quá đẹp quá mới luôn. Đó. Các bác nhìn kỹ giúp em này, đó, toàn bộ đẹp mỹ mãn luôn. Con này em đảm bảo các bác cũng chưa một mối chấm hàn nào vào. Đấy, từ đít đáy là cực kỳ đẹp, cái này bẩn em chưa lau chùi gì đâu các bác nhé. Những dòng này là đều là dòng công suất lớn nên là chất âm thì miễn bàn. Con này công suất của nó là trên 200W các bác nhé, trên 200W. Đó. Một con công suất lớn, dòng này cũng đều là dòng công suất lớn. Các bác có thể đánh những dòng loa khó tính, đặc biệt Nutman những dòng đời 58A này chất âm của nó quá mỹ mãn luôn. Các bác có thể phối ghép nhiều những dòng loa Nhật hay là dòng loa Mỹ JBL. Có này đánh hai cầu loa A và B, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó, đánh từ 4 cho đến 16 ohm nên là những chất âm của này thì nó quá tuyệt vời rồi. Nổi tiếng về những con dòng chạy sau MOSFET. Nếu mà các bác mà đã nghe những chất âm mà chạy MOSFET thì nó là đều là những con hiệu suất cao và những con cho chất lượng âm thanh tốt nhất rồi. Đó, bởi vì những dòng cao cấp thì người ta sử dụng là sò MOSFET. Đấy, các bác lưu ý cho. Và con này đánh rất là tuyệt vời nhé. Và với con 58A, Nutman 58A này, hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với giá là 13 triệu 500 nghìn đồng nhé. Hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với giá chỉ có 13 triệu 500 nghìn đồng. Đẹp mỹ mãn luôn. Đó, đẹp không điểm trừ luôn. Với giá chỉ có 13 triệu 500 nghìn đồng mà các bác sở hữu một con Omni cao cấp. Nutman thì luôn luôn sản xuất về những đồ âm thanh cao cấp nên là nói về chất âm thì các bác không có điểm trừ rồi. Em dám khẳng định các bác là các bác chơi những dòng Nutman này không có điểm trừ. Đó, các bác muốn nghe chi tiết mộc mà tinh tế nhất thì là nó phải nói đến Nutman. Đó, với giá là 13 triệu 500 nghìn đồng. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con Omni đèn của Nutman. Dòng này nó là dòng Nutman nhưng mà nó là đời đầu của Nutman nên là nó là Nukit các bác nhé. Đó, Nukit của Nutman. Con này có model là A3006. Đó, con này có model A3006 các bác nhé. Con này là công suất là 250W các bác nhé. 250W. Và công suất lan loa là 40W một kênh. Con này được chạy bóng N34. 4 bóng N34 các bác nhé. N34. Và 3 bóng 12A X7. Nói đến Nutman con này là 3006, dòng một model là model hầu như là đầu bảng quả dòng 4 số rồi. Con này được thiết kế hai volume riêng biệt và đây là công tắc nguồn. Đấy, công tắc nguồn ở đây. Con này đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhá. Đây là cổng com này. Đấy, và đây là 4 và đây 8, đây là 16, đủ cho các bác chơi bất kể những dòng loa nào. Con này với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Hai biến áp xuất âm và một biến áp nắn và một biến áp nguồn khổng lồ luôn. Đấy, đời tụ trắng rất là chất luôn và được đánh
bún bóng C6CA7N34 các bác nhé, đều là bóng zin theo máy luôn nhé các bác nhé. Đó, các bác nhìn nhé, toàn bộ bóng zin theo máy luôn, made in Japan luôn. Con này chất âm thì nếu mà các bác mà đã muốn thưởng thức chất âm thì những con này thì nó là mỹ mãn rồi, không có điểm gì mà phải lăn tăn về chất âm, bởi vì nó nghe hay như âm đi đèn mà. Đó, nói về con âm con đi đèn này thì không có điểm gì phải bàn cãi. Nó là đàn anh của con 3500 các bác nhé. Con này là A3600, đàn anh của 3500. Đó, con này em đảm bảo không có xôi xì bất kể một chỗ nào luôn. Rất là chất và rất là đẹp. Và với con A3600 cực kỳ chất lượng và khủng như này, hôm nay em tuyến để cho các bác với giá chỉ có 22 triệu đồng nhé. Thị trường đang bán 26, 27 em không quan tâm, nhưng mà với đến em tuyến thì hôm nay em tuyến để cho các bác với giá là 22 triệu đồng cho con Nutman A3600 đẹp mỹ mãn như này. Đó, thì hôm nay các bác có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ cho em tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969, Zalo của em là 0129984869, địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Và các bác mua hàng bên em thì những mặt hàng nào dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500, và những sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 10%. Và em cũng nói rõ luôn, giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Em Tuyến xin cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ và quan tâm. Em Tuyến chào các bác.